nói thật với các bạn luôn là ngoài cái sức tưởng tượng của mình, hiện nay mùa hoa táo mèo mà người dân ở đây còn gọi với cái tên rất là mỹ miều khác là hoa sơn tra đang nở rộ. Bầu trời thì xanh ngắt luôn, cây cối thì tất cả đều nhuộm một màu trắng của hoa sơn tra. Wow, cả một cái khu rừng kia hiện nay rực rỡ màu sắc. Và đặc biệt là những cái cây sơn tra, những cái cây táo mèo này thì trồng ở đây cái độ to của nó là phải vài chục năm rồi. Ba thiên thần cứ đứng để nhìn mình này, mình phải làm gì bây giờ? Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Thế là bạn nào biết được cái bệnh của bà khiến cho một nửa khuôn mặt nó hơi khác thường một chút thì các bạn có thể comment để có thể là giúp đỡ được bà. Bà nhá, bà ơi, ngủ. Đây nhá. Các bạn thân mến, hiện nay thì Hoàng Nam đang trên con đường tới bản Nậm Nghiệp ở Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La. Từ thị trấn Ngọc Chiến đi tới bản thì khoảng 10 cây số, nhưng mà đường đây các bạn thấy này, đường xấu kinh khủng luôn. Tôi nghĩ rằng là cái con đường này chưa bao giờ được giải nhựa. Nó toàn đá gồ ghề và rất nhiều những cái con suối chảy qua như thế này. Và cuộc sống ở đây mọi người nói với tôi rằng còn vô cùng là đơn giản, đơn sơ. Họ vẫn giữ được những cái thói quen từ rất lâu rồi. Và đó chính là những cái động lực khiến tôi phải tới đây. Và trên đường đi như này thì tôi gặp một lũ trẻ con đang trèo cây và đang chơi một cái trò gì đấy mà bọn chúng hay chơi. Và theo cái phán đoán của tôi thì đây là các bạn trẻ người Mông. Bởi vì các bạn gái kìa là mặc váy rất là đẹp. Còn không hiểu là mấy bé mà trèo lên cây này để lấy cái gì. Đấy. Ôi để ý đằng sau là có một cây hoa ban rất đẹp. Ui bọn trẻ con này nó trèo cái này rất là nguy hiểm. Cái cây này là không biết là còn sống hay không. Nhưng mà ở dưới các bạn thấy này là toàn đá là đá. Bây giờ là phải hỏi xem là bạn nào biết tiếng Kinh nào. Nào. Em biết tiếng Kinh không? Hả? Em biết tiếng Kinh không? Em có ạ. Em có à? Vâng. Thế thì bây giờ thì em đưa anh ra xem là các bạn đang trèo cây này để lấy cái gì đấy? Lấy quả. À lấy quả? Vâng. Quả gì vậy? Em không biết ạ. Em không biết tên ạ. À tôi thấy bây giờ để ý mới thấy là cái cô bé áo trắng nhỏ xinh xinh ở đây này, cô bé này chắc phải 5-6 tuổi thôi. Cầm trên tay là một cái chai nước. Đấy, và cô ấy hái những cái quả nho nhỏ và cô ấy cho vào cái bình nước đấy. À. Rồi, bây giờ mình mới để ý. Cảm ơn em nhá. Cái quả này ăn ngon không? Không ngon á? Không ngon, chua chua. Chua chua là về mình có chấm muối ăn không? Hay là mình ăn luôn? À, phải chấm muối ăn à? Vâng. À. Em tên là gì? Tên là Thủ. Thủ à? Thủ. Thủ. Vâng. À, Thủ. Thủ bây giờ hay bây giờ như này đi, hỏi để các bạn ấy là có bán cái quả đấy không thì để anh mua. Không biết à? Không biết á? Em thử hỏi đi. Bạn ấy có biết tiếng Kinh không? Có. À. Thế em thử nói tiếng Mông là có bán cho anh này cái quả đấy không đi. Vâng. Bảo đi. Bây giờ mẹ mở giữa nó. Dạ. Úi dồi, cái thằng kia nó trèo lên cái ngọn cây luôn kìa. Trông nó đứng kiểu không có cái gì là cái sự sợ hãi, kiểu như kiểu nó đứng ở trên mặt đất nó hái cây vậy á. Bọn em là người Mông hết đúng không? Vâng. À người Mông. Thế là một cái bạn mà trèo trên ngọn kia tên là gì? Tên là Hằng. Hằng á? Hằng. Hằng à? À. À. Này, bọn em có bán không? Nếu mà không bán thì hái cho anh một quả ném xuống đây xem nào. Để anh ăn thử em nào. Ném xuống đây nhá. Em gái. À. Em gái áo trắng đi. Ném cho anh một cành đi. Hái một cành đi.
tôi đang cố gắng để xin một cái cành để cho mình có thể biết được rằng là cái quả này nó ra làm sao. Hái tranh một cành luôn nhá. Đúng rồi. Đấy. Cảm ơn Hạng nhá. Ném lên phía trên đi. Đúng rồi. À, hùi. Tuyệt vời luôn. Các bạn nhỏ người Mông này, tôi tin chắc các bạn này không biết tôi. Đấy, nhưng mà các bạn ở một cái nơi xa mà lần đầu tiên tôi tới luôn. Nhưng mà các bạn ấy rất là yêu quý những người lạ. Đây này. Cái này tôi không biết là quả hay là cái nụ hay là cái mầm luôn. Đây tôi nghĩ là một cái nụ hoa hay là một cái mầm gì đó. Bây giờ mình chỉ phân tích nó ra xem nhá. Ui, bóc ra phát là nhựa nó túa ra. Tôi nghĩ ở đây là một cái nụ hoa đấy. À, một cái mầm. Đây này. Tẽ ra thì thấy có lá ở trong. Đúng rồi. Cũng khó nói lắm. Đây này, một cái lá non này. Có thể là đây là một cái chồi. Chính xác là một cái chồi thì đúng hơn. Thì các bạn trẻ người Mông đây là ăn những cái chồi này. Để mình ăn thử xem có vị gì. Chua. Chua. Tức là vị chua nó phải chiếm 70%. Vị chát chát, chát xít thì chiếm 30% còn lại. Nhưng mà với cái điều kiện thời tiết vào cái mùa xuân nó cứ hanh khô như này thì cái này cũng là một cái món ăn của bọn trẻ con khá phù hợp. Hạng ơi, đây. Anh cảm ơn nhá. Vì đã hợp tác với anh cho anh cái này. Ủa, em đút vào túi à? Em cho anh nữa. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 14 tuổi. 14 tuổi, 14 tuổi mà. Hơi nhỏ so với các bạn ở dưới xuôi. Ôi, em cho nhiều thế. Ít thế. Thế này là nhiều rồi. Bây giờ anh còn không biết là để chỗ nào đây. Bây giờ em cầm cho anh cái áo này. Ấy lên này, anh để vào áo nhá. Đấy, tôi mặc kệ nhựa luôn. Ra áo cũng được. Nhưng mà tôi muốn lưu giữ cái kỷ niệm này. Nếu mà cái áo này mà nó bị hoen ố một vài chỗ vì cái nhựa của cái chồi này thì cũng không sao. Nó sẽ nhắc nhở tôi về cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Và hôm nay anh muốn có một món quà dành cho tất cả bọn em nhá. Nhưng mà ở đây có chỗ nào bán kẹo thử không? Có, mà em ở trên. Ở trên kia xa à? Gần. À, gần à. Thế bây giờ anh có một món quà nhỏ nhỏ. Anh muốn Hạng sẽ là em phải chứng tỏ là em là một người anh cả nhá. Một người kiểu hỗ trợ cho mọi người. Thì em có thể cầm cái món quà này và em đi mua bánh kẹo cho tất cả các bạn ăn nhá. Đúng không? Đấy, với cả leo trèo này cẩn thận. Mặc dù anh biết là bọn em có cái gen leo trèo rất là khéo léo của đồng bào mình rồi. Đấy, xin chào bọn em nhá. Ở lại ngoan nhá. Em cảm ơn em à, anh à. Em nói lại đi. Anh cảm ơn em à. Sao anh cảm ơn em? Em cảm ơn anh à. À, em cảm ơn anh. Đúng rồi, ok. Nào, bắt tay. Yeah. Chào bọn em nhá. Bye bye. Một ấn tượng rất là đáng yêu khi mà tôi bắt đầu đi tới bản Nậm Nghiệp, một cái bản mà mọi người nói với tôi rằng là đẹp siêu tưởng, đẹp hơn cả nước ngoài như còn trong tranh vẽ. Và bây giờ thì tinh thần của tôi, cái mood của tôi đã lên đến đỉnh rồi. Để chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Tôi đi tới một cái đoạn đường lầy lội rất là khó đi. Và phía bên tay phải là một khóm tre. Ui dồi, cái thân tre này nó phải to như thân cây dừa luôn các bạn ạ. Cây tre này chắc chắn là cổ thụ. À, mà tôi nhìn lên trên thì không phải là lá mà là cái gì ý? Hoa. Hình như là hoa tre à. Ôi, quá trời luôn. Rất là kỳ lạ. Bây giờ mình phải lấy một cái thử xem như nào đi.
riêng cái khóm tre mà già cỗi này mới ra được hoa thôi. Còn những cái thân tre hay nhỏ nhỏ khác thì không thấy gì luôn. Tức là cái hoa tre thì rất là hiếm khi gặp. Bởi vì chúng ta biết là cây tre nó sinh sản theo kiểu là cái măng ấy. Nó mọc từ dưới đất lên những cái mầm măng khác để thành một cái cây tre. Còn hoa tre thì tôi cũng chưa nghiên cứu xem là cái sự ý nghĩa của nó là gì. Nó hiếm gặp như thế thì nó có báo hiệu một cái điều gì đó không? Đây, tôi sẽ lấy thử một cái hoa tre này, và hình như là cái hoa tre này nó cũng chết từ lâu rồi. Không biết có phải hoa tre này chết từ lâu không? Xem nào. Ui, rất nhiều kiến các bạn ạ. Thôi, cố gắng lên nào. Cố gắng lên. Rất nhiều những cái con nó ký sinh ở đây. Mình sẽ lấy một cái này đây. Đấy. Bây giờ mới để ý kỹ cái hoa tre này. Thực ra nó là một chùm gồm rất nhiều những cái hoa nho nhỏ. Mình sẽ phân tích một cái xem. Đây, một cái của nó đây. Thì nó cũng, cái cơ chế nó là nhiều cái, nó giống như là cái măng ấy, tức là có nhiều cái nó lớp nó bọc lại. Ui. Và tôi thấy là cái hoa tre đang là một cái nơi trú ngụ của rất nhiều những cái con kiến kim này. Ui. Cái con kiến kim là cái loài li ti mà cái đuôi nó nhọn hoắt luôn. Loài này mà cắn thì rất là đau và nó có khả năng là hút máu của mình. Sự xuất hiện của tôi làm khuấy động cái khu vực này và các bé chạy ra. Chúng đang nhìn tôi với một ánh mắt lạ lẫm, xen chút tò mò. Ôi, bọn nó đáng yêu các bạn ạ. Chết rồi. Ba thiên thần cứ đứng để nhìn mình này. Mình phải làm gì bây giờ? Mình phải cho kẹo thôi. Các con có thích ăn kẹo không? Ủa, các con lại còn biết cả tiếng Kinh nữa. Thế thì bây giờ các con đứng đây nhá. Chờ chú 2 phút nhá. Xong chú chạy lên, chú lấy bánh, lấy kẹo. Xong chú chạy về, chú đưa cho từng người một nhá. Ok, đứng đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy đi lấy kẹo đã. Đây rồi. Các con chờ chú lâu không? Chờ lâu không? Đây này. Cái này thì thôi cho em bé nhá. Em bé cái này này, bé nhất này. Còn cái này thì này bọn con chia nhau nhé. Đây, con lớn hơn thì con chia này cho em nhé. Bởi vì là chú, hay là như này, hay chú sẽ chia cho công bằng. Đấy, bởi vì bọn trẻ con á, không có một người uy tín đứng ra phân xử thì có khả năng là về là sẽ... Úi, thế này thì em bé thì cũng sẽ không được thử hương vị của cái này. Đây. Mình bé hơn nhất thì mình cũng sẽ được thêm một chút nữa. Đấy. Còn bé gái thì mình cũng đây. Đây, bé gái thì cái này. Nhá. Được chưa? Bé gái này là cái bộ váy này có rất nhiều cái đồng xu này. Bé mà chạy á là sao động cả rừng núi lên. Bé chạy ra phát là tôi biết ngay, để ý ngay. Đấy. Con thử chạy xem nào. Con nhảy đi, nhảy lên đi. Con chạy xem nào. Đấy, hay con à, con múa đi xem nào. Múa. À, đấy, các bạn thấy chưa? Những cái đồng xu này nó chạm vào nhau rất là đẹp nhá. Nó kêu tanh tách. Ôi, con bé này đáng yêu chưa này. Con đi Hà Nội với chú không? Có. Có. À, bà. Con chào bà. À. Con cho bánh kẹo các cháu. À, đây là cháu bà. À. Bà có nói được tiếng Kinh không? Bà không biết à? Bởi vì con cũng rất muốn hỏi bà về cái hiện trạng của bà ấy, để xem con có thể giúp đỡ được gì không ấy. Đấy, nhưng mà
bà cũng không nói được, cái này thì cũng không biết. Vâng, chắc là vâng, thì có lẽ là bạn nào biết được cái bệnh của bà khiến cho một nửa khuôn mặt nó hơi khác thường một chút thì các bạn có thể comment để có thể là giúp đỡ được bà. Rồi, con cảm ơn bà nhé. Giờ con tiếp tục đi đây. Vâng, con cảm ơn bà. Và rất nhiều những cái điều thú vị, độc đáo đã đến với tôi ngay những cái chặng đầu tiên của cuộc hành trình này. Thì bây giờ chắc chắn là còn nhiều điều thú vị khác đang chờ phía trước. Bây giờ thì chúng ta đi thôi. Con chào bà. Dạ. Nam đang đi lạc vào một cái khu rừng, không biết người ta trồng cái cây gì mà cái dáng của nó rất đẹp và rất nhiều luôn. Cũng như là hiện nay nó đang nở một cái, có thể nói rằng những cái tán hoa màu trắng như là hoa mai. Mình cảm giác như kiểu là đang lạc vào một cái khu rừng ở bên châu Âu vậy. Đây các bạn vào cùng tôi nhé. Vào đây xem là mình sẽ tìm hiểu xem đây là cây gì. Họ trồng rất nhiều luôn. Tôi sẽ hái một cái bông hoa của cái loại cây này để tìm hiểu. Đây rồi. Đây các bạn này. Lá của nó cũng khá đẹp, một mặt thì màu xanh lam, còn mặt sau thì bạc, trắng bạc, và hoa của nó này như là hoa mai luôn. À, tôi nhớ rồi. Đây chính là những cái cây táo mèo. Và tôi đang đi vào dịp mùa xuân. Mùa xuân thì táo mèo nở hoa rất là rực rỡ. Đây có những cái cây các bạn thấy này, trắng như là cây mai, cây mận luôn. Như vậy năm nay mùa hoa sai như này thì tầm khoảng tháng 8, tháng 9 thì đến mùa quả thì chúng ta sẽ có được một cái vụ mùa thu hoạch quả táo mèo rất là nhiều đây. À, thực sự là cái con đường đi vào nậm nghiệp rất là khó khăn, vất vả, thậm chí là thách thức những người tài xế tài ba nhất. Nhưng những cái gì mà chúng tôi bắt đầu trải nghiệm được, chúng tôi bắt đầu chứng kiến, nó khiến cho mình có cái thêm động lực rất là nhiều luôn. Bây giờ thì tiếp tục cuộc hành trình thôi. Nam đã tới bản nậm nghiệp rồi các bạn ạ. Và nói thật với các bạn luôn là ngoài cái sức tưởng tượng của mình, mình nghe mọi người nói rằng là hiện nay mùa hoa táo mèo, mà người dân ở đây còn gọi với cái tên rất là mỹ miều khác là hoa sơn tra, đang nở rộ. Và đây, bầu trời thì xanh ngắt luôn, cây cối thì tất cả đều nhuộm một màu trắng của hoa sơn tra. Và ở phía dưới thung lũng chính là nếp nhà của mọi người lấp ló ở trong lùm cây hoa trắng. Nếu mà các bạn mà nhìn thấy những cái bản làng của người Mông và dưới những tán cây mơ, cây mận rồi thì cảm giác như là ô, bây giờ chúng ta đang bị quay ngược trở lại thời gian vào cái dịp Tết vậy. Nhưng mà không, hiện nay là một cái loài hoa khác, cũng của núi rừng, cũng khá là giống với hoa mơ, hoa mận, đó chính là hoa sơn tra. Và tôi vô cùng hồi hộp và mong muốn xuống phía dưới ngôi làng của mọi người để xem là cuộc sống họ ra sao, rồi cái thói quen của họ gắn liền với cây hoa sơn tra hay chúng ta biết đến là hoa táo mèo này như thế nào. Bây giờ thì đi sâu vào trong thôi.
các bạn ơi, những cái công trình được làm bằng gỗ ở dưới tán cây nó vô cùng thanh bình và có một cái vẻ đẹp gì đó lãng mạn. Ở đây tôi đã hiểu vì sao mà nhiều người nói với tôi về cái khu vực này đến như vậy. Và thực sự là tới đây là mình chắc chắn là tôi sẽ muốn ở lại đây, ở lại đây vài ngày để tận hưởng cái không khí này, cái bầu trời này. Wow, cả một cái khu rừng kia hiện nay rực rỡ màu sắc. Và đặc biệt là những cái cây sơn tra, những cái cây sơn tra, những cái cây táo mèo này thì trồng ở đây cái độ to của nó là phải vài chục năm rồi. Đó chính là cái điều mà hiếm ở nơi nào có được. Những cái tỉnh khác, những khu vực khác cũng bắt đầu trồng cây táo mèo nhưng mà chỉ trồng vài năm trở lại đây thôi, không thể to bằng cây này được. Đây đến chú lợn ra sưởi nắng cũng lười biếng phải di chuyển. Và ở đây thì các bạn nhí đang ở nhà trông nhà. Xin chào các con nhá. Các con cười đi, vẫy tay cười nào. Hello. Những cái nụ cười vô cùng là thân thiện cũng như là hồn nhiên. Nhìn cái gương mặt của bọn chúng, cái nụ cười bọn chúng chưa vẩn đục bởi những cái suy nghĩ gì cả. Và phía sau những cái mái nhà, những cái lớp nhà là một cái màu trắng của hoa sơn tra. Ôi chao, cái cuộc sống này. Các bạn thân mến, hiện nay thì Nam đang đứng ở giữa bản rồi. Và đây là một cái khoảng không gian rất là rộng, có thể là sân bóng của bản chăng. Và dưới một cái gốc cây sơn tra, cây táo mèo này, thì Nam thấy có hai bạn trẻ, chắc là hai bạn trẻ này người Mông này, đang chơi. Bên tôi muốn xuống một cái ngôi nhà nào đấy tìm hiểu thì cũng khó, mình phải có một cái duyên. Thì ngày hôm nay có thể hai bạn này là cái duyên của mình chăng. Giờ mình sẽ phải vào làm quen với hai bạn ấy thôi. Chào con. Xin chào. Con đang làm gì đấy? Con cầm búa làm gì? À, đi phá bê tông à? À, chơi thôi đúng không? Chứ không phải là mình lao động gì đâu nhỉ? Còn bây giờ con có muốn ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Ăn không? Ăn nhá. Thì đây, đi với chú ra quán kia chú mua kẹo cho nhá. Đi, đi đi ra chỗ bán kẹo đi. Đấy, để dụng cụ lao động xuống. Đi thôi, nào, đi. Bởi vì tôi thấy ở ngay phía kia có một cái cửa hiệu tạp hóa. Các bạn thấy không, là ở đây nhìn cái cửa hiệu tạp hóa như kiểu là từ mấy chục năm trước ấy, trong cái thời mà tôi bằng tuổi các bé này thôi, là ký ức của tôi là cũng có cái quầy tạp hóa như thế này. Đi, đi các con. Nhà các con nó gần đây không? Nhà ở đâu? Nhà đây luôn á? À, ở đây nhà thì gần như là bằng gỗ hết. Chỉ có mái là lợp bằng pro xi măng. Tôi nghĩ là ngày xưa là cũng sẽ lợp bằng gỗ, gỗ pơ mu ấy. Bởi vì lác đác một vài ngôi nhà vẫn còn giữ truyền thống lợp gỗ. Đây rồi. Đây đúng không? Nào bây giờ là các con thích ăn gì? Thích ăn gì lấy đi xem nào. Cái đấy à, ok. Rồi con đứa lớn. Ái da. Bánh trứng nhện, ok. Rồi hết bao nhiêu tiền em nhỉ? 15.000 à. Ở đây thì một cái quầy tạp hóa rất là đơn sơ thôi, bán những cái món đồ cơ bản. Đấy. Em là bao nhiêu tuổi? Em chủ quán ấy. Em thấy em tròn 22 tuổi. Tròn 22 tuổi à? Còn đây chắc là vợ con em à? Vâng. Hiện nay thì gần như là không có một cái tiếng động gì ngoài cái tiếng gió. Và thời gian nó như kiểu nó dừng lại, hoặc là như kiểu có một cái cỗ máy thời gian đưa tôi
quay trở về quá khứ và cái tuổi thơ của mình. Anh cảm ơn nhá. Rồi hai con nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Đây á? Có ai ở nhà không? Không có ai ở nhà. Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ ở nhà. Rồi, thế thôi bây giờ là hai con đưa chú đi chơi nhá. Thế bây giờ là đi ở đâu đẹp nhất? Ở đâu đẹp nhất em nhỉ? Có khi phải hỏi bạn bán hàng thì bạn mới biết được chứ. Bọn con có biết chỗ nào đẹp không? Lên kia á? Ở trên này đẹp à? À đúng rồi. Được. Thế bây giờ mình lên đường nào? Đi lên đây đi. Đi đường nào? Ừ đi lên. Đi. Các con, chú sẽ đi theo các con. Hiện nay thì nhóm chúng tôi là có 3 người. Tôi còn chưa biết tên các thành viên còn lại. Bé con tên là gì? Hả? Chu à? Chua mấy tuổi? 2 tuổi á? Con có chắc con 2 tuổi không? Thế còn con mấy tuổi? Con tên là gì? Gì? Nựng á? Nựng bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Có cái gì nhầm lẫn ở đây không? Một người 2 tuổi, một người 4 tuổi. Có đúng không hả em? Không rõ à? Đây thì chắc chắn là không thể 2 tuổi được rồi. Hơn đúng không? Đây cũng chắc chắn là hơn 4 tuổi. Thế bọn con đi học chưa? Đi học rồi à? Đi học rồi thì không thể là cái tuổi này được. Thôi được rồi, mình bỏ qua cho nhau cái đó. Giờ chúng ta sẽ đi lên đồi, cái nơi mà đẹp nhất ở đây xem như nào. Bởi vì bọn trẻ con thì cái thế giới của bọn chúng nó khá là khác biệt so với người lớn. Đôi ở những cái chỗ mà chúng hay đi chơi này, rủ nhau tới chơi này, hay làm cái gì đấy, nó khác với cái góc nhìn của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi với hai bạn Chua và Nựng này, để xem là cái nơi đẹp nhất ở Nậm Nghiệp là chỗ nào dưới con mắt của các bạn nhỏ. Sau khi tìm hiểu cái nơi đẹp nhất của các bạn nhỏ rồi thì tôi mới tìm hiểu cái nơi đẹp nhất của các bạn lớn, các bạn trưởng thành. Đây, chúng tôi đang đi lên một quả đồi. Đúng là ở đây xung quanh là chỉ thấy hoa táo mèo, rồi hoa cứt lợn này mọc trắng xóa, tức là những cái loài hoa trắng ấy nó bắt đầu nó xâm chiếm cái khu vực này. Lên đây là chúng tôi được mở rộng tầm mắt và nhìn ra xa hơn là rất nhiều những cái cây hoa sơn tra mọc trắng xóa luôn. Công nhận là giữa núi rừng như này, tưởng chừng như là chỉ có cây cối thôi, nhưng mà với bàn tay lao động của đồng bào người Mông khu vực này đã biến cái khung cảnh trở nên rất là đẹp. Đó là họ trồng hoa táo mèo. Những cái cây táo mèo này thì vào mùa hoa trở nên rất là lãng mạn, còn đến mùa quả thì lại đem lại thu nhập kinh tế cho mọi người. Tôi gặp mà hai bố con đang dừng xe ở đây. Chào em nhá. Em là hai bố con à? Vâng, hai bố con sẽ dừng xe ở đây. Chơi thằng con. À, chờ con á? Chờ con. À, chờ một đứa con nữa à? Vâng. À, nó khóc à? Ui rồi. Nó khóc. Thôi bây giờ như này, em bé này cũng đang đòi bánh này. Hay giờ chú có một ý kiến nhá, hay là mình chia cho các em nữa, xong xuống dưới kia thì chú sẽ bù lại cho con một ít bánh sau nhá, được không? Cái này đi. Thôi em bé không khóc nhá, em bé nó cứ đòi bánh này. Đợi bác tí. Chắc là em đi chơi em không cho nó đi đúng không? Đi đón mẹ. Đón mẹ. Đón vợ rồi. Nào con ơi, nín nào. Nín bác chia bánh ra nào. Xong rồi có thể là nó đang ngủ đúng không? Em à, đúng rồi. Em tranh thủ đi cho nhanh. Thì là khi mà nổ máy thì con bé nó tỉnh giấc và nó không thấy bố đâu, nó được chạy theo rồi đi cùng. Cái này thì hồi bé thì mình cũng thế. Đây của con đây. Cảm ơn nhá. Ăn luôn, đây của con đây. Con không khóc nữa nhá.
Đây thì đây cho thêm tay kia nữa nè. Cho tí tao này tôi. Đấy. Đây còn hai tay nữa nhá. Nhưng mà không khóc nè, không khóc nè. Mình ngoan, mình không khóc nhá. Đấy. Đấy. Cảm ơn nhá. Thế bây giờ là chở hai đứa như nào cũng nguy hiểm nhờ. Đúng rồi. Bây giờ đây em định xử lý như nào? Đây của con cầm đi. Cứ đi theo bố nữa, một tí nó xuống dưới xuống. À tức là em cứ cho bé chạy theo hả? Vâng. Một tí nó cho chú nó. Tức là tôi hiểu rồi, hai bé đều rất là nhỏ để có thể đi xe máy. Thì ông bố chỉ có thể quan tâm được một đứa thôi, là cho ngồi trước. Còn em bé này thì không thể cho lên ngồi đâu đấy được nữa, ở trên xe nữa. Thì bên em định xử lý này, em cứ xử lý đi. Là giờ đi đón vợ là phương án là kệ bé này, cho bé chạy theo sau, cho bé khóc. Đúng không? Còn em vẫn cứ đi xe. Em đi xem nào. Em đi đi. Vâng. Hoặc là có thể bất đồng ngôn ngữ, nhà tôi cũng không hiểu lắm. Ui. Rồi. Chết thật. Thế thì cầm bánh cái này thì làm sao mà ôm được bố? Mua cả thịt phở cút được chua nhá. Khổ thế. Nó cho bánh kiểu nó khó được gì. Em có đi được không? Được mà cái... Em đi anh xem nào. Chết chích nha. Nè. Thế có nho nha, một rụt bò nho nha. Nè. Nha. Một chút màu. Tôi đang học hỏi cách xử lý khi mà có hai đứa bé mà cùng đi xe máy xem như nào. À. Sẽ cho ngồi sau không được. Tức là cậu định cho ngồi sau và cho cô chị ôm, nhưng mà đứa bé nó không thích. Nó thích ngồi trước. Cầm một chút màu. Đang cố thuyết phục đây. Thế. Màu nhá, một tí nhá. Khó tính ghê. Nói chung là người Mông mà tôi thấy là cũng rất là chiều trẻ em. Ít có trường hợp đánh trẻ em lắm. À. Trời ơi. Em bé này ngoan, cho mọi người thêm bánh kẹo. Đi chưa? Với từ từ đó không thích đi. À không thích đi à? Không thích đi. À thôi được rồi. Tạm biệt ông bố với hai đứa con, đang cố dỗ dành đứa con bởi vì chúng chưa thích đi, chúng thích ngồi này thôi, ăn bánh thôi. Thì bây giờ mấy chú cháu chúng tôi lại đi tiếp. Rồi tạm biệt ba bố con nhá. Và tôi phát hiện ra là các cháu tôi, các thành viên mà tôi kết nạp thì quá là ngoan luôn. Bởi vì chúng tự bóc bim bim này, tự chia cho các bạn này. Đấy. Thế này thì tí xuống kia chúng mua thêm cho nhá. Wow. Trên đường đi thì chúng tôi gặp rất nhiều những cái cây sơn tra trắng như này, mọc rải rác. Và tôi cảm giác như mình đang không phải là ở đâu đó ở Việt Nam vậy. Cũng chưa, nếu mà tôi nói rằng là không phải ở đâu đó ở trái đất thì có lẽ các bạn lại bảo hơi quá, nhưng đúng như vậy. Có thể là do cái tâm trạng của tôi đang rất là vui, cũng như là cảnh đẹp. Và với cái khung cảnh này tôi nghĩ là nếu mà buổi sớm ý, mà những cái làn sương nó bay bay một chút thôi, thì đây các bạn sẽ thấy rằng là đúng là không giống trái đất thật. Sự xuất hiện của chúng tôi bắt đầu kéo theo sự chú ý của các bạn trẻ khác. Đây, một thanh niên nữa bắt đầu xuống. Xin chào con nhá. Ui xem nhảy nào. Ui dồi ôi. Thì ui tụt cả quần. Này con ơi. Đấy đấy đấy. Đây cho mình lại bắt đầu chia sẻ tiếp nhá. Mình chia sẻ bánh đi. Đấy, này. Chú cho nhá. Này tay, các bạn thấy tay bọn này nó nghịch đất này, rất là bẩn này. Bây giờ cũng chả biết làm thế nào nữa. Thì mình nói chung là tất nhiên là muốn các em ấy sạch sẽ thì cũng được thôi, nhưng mà mình phải thuận theo những cái gì mà nó đang diễn ra. Đấy, cái này chú cho nhiều là bởi vì con còn lên cho em nữa đúng không? À đâu, em đâu rồi? Em không thấy đâu mà thấy một chú lợn ra hóng kìa.
Đến cho em nhá. À, túi bánh của chúng tôi là càng ngày càng vơi đi nhưng mà không sao. À, cái sự yêu thương chia sẻ nó nhiều hơn. Con có muốn đi chơi với bọn chú không? Đến chỗ đẹp nhất không? À, hình như chúng tôi kết nạp thêm được thành viên nữa. Thằng này có vẻ cứng cáp hơn này. Có vẻ là chiến binh này. Hình như còn cầm theo cả cái gì ấy. Đây nào. Con quay đây chú xem con cầm. À, con cầm theo con quay à? À. Vậy là con chạy xuống đây là để lấy cái con quay chứ không phải là chạy xuống để xin bánh đúng không? Chắc là nó chơi thì nên nó bị rơi. Nó chạy xuống nó nhặt này. Ồ. Cái ngôi nhà này mà cái khu sân vườn phía trước không bị đào bới lên lộ cái lớp đất này mà chỉ có ngôi nhà này với cái khu rừng sơn tra phía sau thì quá đẹp luôn. Ở đây là có mẹ. Mẹ đang ngồi băm chuối để cho lợn ăn. Đấy, ồ. Đấy, phải chia sẻ đấy chứ. Đúng rồi. Thằng này rất thảo luôn. Thế, đây là có phải nơi mình đến chứ hay còn chỗ nào khác? Đi đâu nữa không? Không á? Đây là chỗ đẹp nhất đối với con à? Đúng không? Là con dẫn chú tới đây thôi đúng không? Đúng à? À, thế đây là nhà ai đây? Nhà con à? Đây mẹ con à? À, chị ơi, chị nói được tiếng Kinh không? Hả? Chị nói được tiếng Kinh không? Vâng. Không à? Đấy, ở đây mọi người còn khá là sống kiểu với cái điều kiện đường xá đi lại khó khăn như vậy. Và nên mọi người hình như rất là ít tiếp xúc với những người ở dưới xuôi. À, bây giờ là tôi được lũ trẻ con dẫn tới đây rồi. Và chúng nói rằng ở đây là cái nơi mà chúng muốn đưa tôi tới và bây giờ tôi chưa biết phải làm cái gì tiếp theo. Thôi tôi nghĩ rằng là cái duyên của tôi với các em thiếu nhi thì tạm thời sẽ trong ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Bởi vì tôi cần sự giúp đỡ của người lớn hơn. Xin chào chị nhá. Em đi đây. Chào chị. Chào các con nhá. Xin chào. Xin chào. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm sự hỗ trợ của người lớn. Dưới tán những cây sơn tra, tôi nhìn xuống phía dưới thì thấy có một cái ao và một lũ trẻ con đang bơi lội rất là hồn nhiên luôn. Hình như là chúng tắm tiên ấy. Đó, nhưng mà mình cảm thấy có một cái điều gì đó cực kỳ thanh bình, cực kỳ là quay trở lại quá khứ. Và dường như là thời gian nó không có ý nghĩa gì ở cái khu vực này vậy. Thời gian nó ngừng lại ở đây vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cứ đi thử vào trong xem như nào. Tôi đang có mặt tại một gốc cây sơn tra. Và được mọi người nói rằng là không biết là từ bao giờ nó xuất hiện ở đây. Từ khi họ sinh ra đã thấy rồi. Và họ cho rằng là đây là cái cây tự nhiên. Cái tự nhiên ở đây có nghĩa là có thể là ngày xưa vì một lý do đấy, dựa một chú chim chẳng hạn, nó đem cái hạt này, hạt cây sơn tra đến và nó tự nảy mầm và nó mọc từ bao giờ thì không ai biết. Chính vì vậy mà cái thân của nó giờ là một người ôm. Đấy, và rêu rất là xù xì ở trên cái thân của nó cũng như là tán hoa cực kỳ đẹp luôn. Công nhận là cái loại cây này, một cái loại cây của núi rừng, nó rất là giống với cây mai, cây mận. Và ở trên này tôi nhìn thấy phía dưới có rất nhiều những nếp nhà. Và một cái nhà nó đang tỏa ra những làn khói bếp từ trên những cái phên lợp bằng gỗ pơ mu. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái tín hiệu để cho tôi xuống làm quen với gia đình này. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi xuống nhé. Tôi bắt đầu xuống khu vực dân cư. Các bạn có thể thấy rằng là cùng với thời gian
cũng như là có những cái quy định của nhà nước thì mọi người đã không được sử dụng gỗ nhiều để lợp mái nữa rồi, và thay vào đó là những cái chất liệu khác. Bây giờ thì còn lác đác lại một vài ngôi nhà mới được lợp mái bằng gỗ thôi. Và đây tôi bắt đầu nhìn thấy cái ngôi nhà tỏa ra khói bếp rồi. Mình sẽ vào để hỏi thăm xem sao. Xin chào mọi người nhá. Xin chào mọi người ạ. Bà. Con chào bà. Băng mừng lạ lễ. Dạ. Băng mừng lạ lễ. Bà nói được tiếng Kinh không? Bà nói được tiếng Kinh không? Chết rồi. Bà cũng không nói được. Đấy, các bạn thấy là ở cái khu vực này rất là xa xôi, hẻo lánh thì đa số mọi người là không nói được tiếng Kinh. Chỉ có bọn trẻ con nó nói được vài câu bập bõm, cũng như là chỉ có anh trưởng thôn anh nói được thôi. Thì là bà ở nhà một mình à? Mimi bằng lũ lậu. Dạ. Mimi tổ lậu. À, con vào trong nhà được không? Mimi tổ lậu. Con cũng không hiểu lắm. Con vào trong nhà nhá. À, bà cứ nói chi pô. À, con cứ vào đi. Ồ. Đây, nguyên nhân của khói bếp là đây. À, tôi thấy có một chú mèo mù. Một chú mèo mù cũng đang sưởi kìa. Bà đang luộc cái gì đấy? Bà đang nấu gì à? Bà cũng có nghe thấy đâu. Bà có hiểu đâu. Để con thử xem nhá. Bà đun nước à? Bà đun nước hay đun gì? Rau này. Rau á? Rau à. Rau đâu con xem nào. Rau à. Ui, ngon thế. Rau cải à bà? À, nhiều, rất nhiều rau luôn các bạn. Không biết là bà nấu cái nồi này cho cả bao nhiêu người ăn không biết nữa. Đấy, đây con gửi bà. Bây giờ mình rất là muốn nói với bà là, vâng, ở đây thì khói quá, bay vào mắt con. Muốn nói với bà rằng là mình muốn xin ngủ lại đây. Bởi vì ở đây là đi rất là khó khăn, xa xôi. Và ở đây quá đẹp đi, và tôi muốn ngủ lại để ngày mai có thể ngắm được khung cảnh cực kỳ là đẹp đẽ ở khu vực này. Bà ơi. Ngủ. Ngủ. Ở đây nhá. Bà cái gì bà cũng cười, cũng gật đầu. À, mọi người ở đây kiểu rất là sẵn sàng giúp đỡ người khác ấy, chứ không có đề phòng gì á. Nhưng mà tôi vừa ra ký hiệu là bà có hiểu. Bây giờ mình cứ thử nói đi. Bà nhá, bà ơi, ngủ, ngủ, ngủ. Đây nhá, con lên ngủ nhá. Được không? Đây nhá. Úi, bà lấy chổi bà quét đệm. Ồ, cái trường hợp này tôi chưa bao giờ tôi gặp nha. Ôi, bà quét đệm như ấy luôn, như là quét sân nhà luôn. Tôi rất là muốn biết là xem bà làm gì, bởi vì chúng tôi không giao tiếp được bằng ngôn ngữ với nhau. Thì xem là, thôi mình cứ lẳng lặng mình xem bà làm thôi. Ôi, nhưng mà các bạn thấy là tôi vừa mới vào xong, tôi với bà chỉ quen nhau cách đây vài phút, mà tôi muốn xin ngủ lại phát là bà đứng phắp dậy và dọn dẹp cái giường cho tôi luôn. Thực sự là mình bất ngờ nhá. Đúng như là tôi dự đoán, khi mà cuộc sống ở xa xôi thì mọi người vẫn còn rất là hiền lành và chân chất. Mọi người giúp đỡ nhau một cách chân phương, không có cái sự cảnh giác hay là tính toán gì khi mà người khác cần sự giúp đỡ. Tôi trường hợp này thực sự là mình cũng rất là xúc động luôn. Chúc chú hay ơi. Chú hay ơi. Vâng. Con cảm ơn bà nhá. Thôi. Đường đi thì cũng khá là dài và vất vả rồi. Thì bây giờ thì chắc là tôi cũng chợp mắt một lúc, sau đó là cũng xin bà bữa tối nay, rồi ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình nhá. Bây giờ thì đi ngủ thôi.
tạm biệt các bạn nhé. Con ngủ trước đây bà ơi. Bà ơi. Con cũng không biết là nói thế nào để cho bà hiểu nhỉ. Bà cứ bảo ngủ đi à. Không, thực ra là con hỏi trước bà thế thôi để con xin tối nay thôi, nhưng mà con không không nghĩ rằng là bà lại tốt với con như vậy. Thôi bây giờ thì con có một món quà này muốn tặng bà này. Đây. Dạ, con tặng bà nhá. Bà có bảo bà nói chi pao là bà không biết đây là cái gì, không biết như nào. Đây, đây con tặng bà. Dạ, con tặng bà. Dạ. Con cũng không hiểu bà nói gì luôn. Nãy chị bảo tôi, cha mi mi bằng lửa mà, mi mi bằng lửa. Dạ. Đấy để các bạn thấy rằng là một cái khu vực gần như bị lãng quên rất lâu, đó là bản Nậm Nghiệp ở Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La. Và tới đây thì không chỉ khung cảnh đâu, mà con người cũng vậy, rất là bình dị và hiền hòa, một cái nơi mà thời gian dường như là bỏ quên nơi này. Bà ấy, mặc dù con không hiểu bà nói gì, nhưng mà từ gương mặt của bà này, với cách bà đối xử với con này, là con rất là xúc động luôn. Thì bây giờ thì bà có muốn con giúp gì không? Con giúp bà nấu canh nhá. À, để con giúp nào. Vâng. Vậy là ngày hôm nay tôi đã yên tâm khi có một gia đình giang tay đón tôi, để tôi có thể là không bị chết đói, và tôi cũng có một cái chỗ ngủ ấm áp cho đêm nay nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hoàng Nam, và hãy đón chờ những hình ảnh từ ngày mai buổi sáng sớm ở cái bản rất là thơ mộng và đáng yêu này nhé. We'll be right back.